Đây là cái laptop nha các bạn, máy tính xách tay á. Cụ thể đây là cái MacBook Pro. Tất cả các dòng máy tính xách tay đều xử lý như nhau. Thì trường hợp của cái máy này, trường hợp cụ thể là khi mình sử dụng chuột các bạn. Cái máy này nó có cái chuột riêng của nó, nhưng mà cái chuột này khó xài, cho nên mình gắn cái con chuột không dây, gắn con chuột không dây vào, kết nối qua cổng USB nè. Mình sử dụng chuột không dây này. Thì khi mình sử dụng chuột không dây á, được một khoảng thời gian ngắn nha các bạn, một khoảng thời gian ngắn, thì con chuột nó chạy lung tung nè, mình rê chuột, chuột nó không theo cái ý của mình các bạn, mình kéo nó qua trái, nó chạy ngược về bên phải nè, xong rồi nó chạy trở ra nè. Cái con trỏ chuột này rất khó điều khiển. Lỗi này thỉnh thoảng xuất hiện nha các bạn, lúc thì có, lúc thì không có, cho nên khó xác định. Đó, giờ mình zoom sát cái màn hình để cho các bạn dễ theo dõi cái con trỏ nha. Rồi, sát màn hình nha các bạn. Thì giờ mình sử dụng con chuột đây. Đó. Bấm menu nè. Đó, mình đang đi vào cái chữ refresh. Nhưng mà khi vào tới nè, lúc được lúc không nha. Vừa tới cái nó chạy đi mất tiêu nha các bạn. Đó, bạn để ý con chuột nó chạy lung tung nè. Trỏ chuột. Bạn đây là con trỏ chuột nè. Rồi chạy nữa rồi, chạy ra ngoài đây này nha. Không điều khiển được nha các bạn. Ví dụ như mình mở Excel lên nè. Đó. Mình lít vào cái ô này nó chạy ra đây là nó chạy tùm lum luôn nha các bạn. Nói chung là không điều khiển được con chuột. Lúc mình sử dụng á, nó kéo nó chạy, chạy khắp màn hình nha, không điều khiển được nó nha các bạn. Giống như một cái thế lực vô hình nào đó kéo lại nha các bạn. Đó, nhảy nè, nhảy lung tung bang luôn. Đó, tự nhảy nha các bạn. Đó. Giờ mình buông ra luôn nè, hai cái tay mình các bạn không có đụng chuột nha. Tự nó chạy luôn. Chạy lung tung luôn. Đó, nó xuất hiện nè, nó xuất hiện nè. Đó, nó chạy nè. Hôm nay mình có nhận được một cái laptop của một người bạn gửi nha các bạn. Cái này là MacBook Pro nha. Tình trạng của nó là gắn cái chuột rời vào sử dụng á, chuột không dây á, thì sử dụng được có lúc cái con trỏ chuột nó nhảy lung tung nha các bạn, không điều khiển được. Thì mình cũng nghĩ tới cái trường hợp chuột nó có vấn đề, chuột nó bị hư. Mình cũng đã thay đổi nhiều con chuột, nhưng mà cái tình trạng này nó vẫn còn nha các bạn. Mình thay đổi khoảng 3-4 con chuột gì đó thì cái tình trạng này nó vẫn còn. Thậm chí mình cài win lại, thì sau khi cài win tình trạng nó vẫn không cải thiện nha các bạn. Nó vẫn sử dụng tí xíu thì chuột nó chạy lung tung. Vấn đề này nó làm đau đầu nha các bạn. Cho nên mình tìm hiểu, mình nghiên cứu thì mình phát hiện ra một cái vấn đề. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái lỗi, cái nguyên nhân tại sao mà nó xảy ra cái tình trạng đó. Hy vọng sau khi xem được cái video này, nếu các bạn gặp cái trường hợp tương tự vậy, các bạn sẽ xử lý nó nhanh gọn lẹ nha các bạn, đỡ mất thời gian nha. Đỡ phải tốn tiền mua chuột xong rồi mình không sử dụng á, nó phí nha các bạn. Hoặc là mình cài win lại, không cần thiết phải cài win nha. Xử lý nó rất là đơn giản nha các bạn. Bạn thấy trên cái MacBook này nè, nó có cái con chuột của nó nha các bạn. Chuột này vẫn xài được nha. Nhưng mà mình không thích xài chuột này, hoặc là một lý do nào đó mình không xài chuột này, mình gắn cái chuột rời nha các bạn. Đó, gắn chuột rời này vô nè, chuột không dây nha. Thì con chuột không dây đó nó kết nối qua cái laptop này nè, nó kết nối qua cổng USB nha các bạn. Bạn thấy cổng USB nè, cắm vào cái khe USB nha. Thì các bạn biết là tất cả các phần cứng á, hay còn gọi là cái hardware á, khi mà các bạn load in, tức là cắm vào trong cái laptop hoặc là cái PC á, thì nó sẽ khai báo
cái phần cứng đó với hệ thống nha các bạn. Ví dụ như ở đây mình cắm con chuột vào nè, thì lập tức cái con chuột này nó sẽ, hệ thống sẽ nhận ra con chuột này, cho nên nó khai báo trong cái danh sách phần cứng. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào trong cái danh sách phần cứng để kiểm tra cái con chuột nó có khai báo hay chưa nha các bạn. Để vào được cái danh sách phần cứng á, các bạn thấy cái biểu tượng DVC nè. DVC có nhiều cái máy nó là My Computer nha các bạn. Đó, ở đây nó là DVC nè. Đó, trong lúc mình hướng dẫn các bạn này, con chuột nó chạy tiếp nè, chạy loạn xạ luôn nha các bạn. Các bạn lít phải vào trong DVC nha, lít phải vào, chọn Manage Manager á, nó hiện lên cái bảng Computer Management. Các bạn tìm tới cái mục Device Manager, bạn lít vào Device Manager. Khi các bạn lít vào Device Manager á, nó sẽ lít ra một cái danh sách. Danh sách này gọi là danh sách phần cứng nha các bạn. Đó, máy tính nó chia ra làm hai khái niệm, đó là phần cứng và phần mềm. Đây là danh sách phần cứng nha các bạn. Tất cả những cái hardware nó nhận nó đều lít ra đây hết nè. Thì các bạn di chuyển xuống cái mục My and Other Pointing Device. Đó, cái dòng này nè, bạn lít cái mũi tên sổ ra nha. Đó, các bạn thấy nó nhận hai cái thiết bị chuột, nhận hai cái thiết bị chuột nha các bạn. 1, 2. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nha các bạn. Chính vì nó nhận hai cái thiết bị chuột trong cái phần cứng nè, cho nên ở trong cái máy tính của mình á, hiện tại nó có hai con chuột nha. Một con chuột là của cái MacBook này luôn, của nhà sản xuất luôn, với một con chuột là mình gắn vào, chuột không dây nè, mình gắn vào. Giờ mình thử mình rút cái USB ra thì nó sẽ biến mất nha, một hàng nó sẽ biến mất nha các bạn. Đây nè, rút cái này ra nè, đó, nó còn một con thôi. Một con đó là một con của cái máy MacBook Pro này nha, của nhà sản xuất nha các bạn. Khi mình cắm vào nè, bạn thấy nó nhận một con nè, đó, lên thành hai con. Nhớ nha, rút cái này ra, nó còn một con, tức là mình rút cái này ra là con chuột không dây của mình á, mình rút ra khỏi cái máy, nó không còn nữa, thì nó còn một con của nhà sản xuất nha các bạn, con của cái MacBook này nè. Cái vấn đề á là hai con chuột này nè, nó xung đột nha các bạn, nó xung khắc với nhau. Cho nên khi mà các bạn sử dụng cái con chuột không dây mà mình cắm vào á, mình sử dụng á, nó xung đột với cái con chuột của cái MacBook này nha. Cho nên khi các bạn xài á, nó chạy loạn xạ, mình không điều khiển được. Hai con nó đánh nhau nha các bạn, nó xung đột á. Vậy để sử dụng cái con chuột không dây mà mình cắm vào á, thì chỉ còn một cách là mình nhốt bớt một con nha các bạn. Nhốt bớt một con chuột đi. Thì cái vấn đề ở đây là mình bằng cách nào mình xác định được cái con chuột nào là của cái MacBook Pro và con chuột nào là của cái con chuột không dây mà mình cắm vào nha các bạn. Đó, khi xác định được con chuột nào là con chuột của cái MacBook Pro thì mình sẽ nhốt lại nha. Nhốt con chuột của cái MacBook Pro lại nha các bạn, để cho nó không có đụng với cái con chuột không dây ở bên ngoài mình gắn vào á. Hai con nó không đụng, nó không đánh lộn thì lúc đó mình mới xài được nha các bạn. Bây giờ mình rút ra nè. Mình rút ra thì con chuột nó mất. Đó, mình chọn là chọn con chuột của MacBook Pro nha. Giờ mình cắm cái này vô nha các bạn. Xuất hiện con chuột thứ hai nè. Đó. Thì cái con chuột của cái MacBook Pro lúc nãy mình tô lên nè, mình tô đậm lên nè. Nó xuất hiện con chuột thứ hai là con chuột không dây mình vừa cắm vào nha các bạn. Đó, mình lít phải vào cái con chuột của cái thằng MacBook Pro ở dưới nè. Đó, mình đang hướng dẫn cho các bạn là nó bắt đầu nó chạy tùm lum, là mình không điều khiển được luôn nè các bạn. Thấy không, nó chạy tán loạn rồi. Đó, không có chọn được
con chuột để mình làm việc nè. Rồi lít phải vào cái con chuột của MacBook Pro nha. Bạn chọn Disable nha, Disable Device. Tắt nó đi nha, bạn nhốt nó lại nha, Disable. Rồi nó hỏi gì kệ nó, dết luôn nha các bạn, dết luôn. Đó, đó khi mình nhốt nó lại, mình Disable đi á, là mình nhốt nó lại nha các bạn, nó có cái biểu tượng mũi tên nó nằm trên con chuột luôn nè. À, đã Disable đi rồi nha các bạn, vô hiệu hóa nó rồi đó. Giờ mình xài thoải mái là nó không có nhảy nữa nha các bạn, điều khiển theo ý muốn nha các bạn. Thì trường hợp này là hai con chuột nó xung đột nhau, nó đánh lộn nha các bạn. Mình sẽ giải quyết một con, mình cho một con chạy thôi, mình giải quyết bớt một con, mình nhốt nó lại nha. Trường hợp này mình nhốt cái con chuột của cái máy MacBook này lại, mình xài cái con chuột không dây ở bên ngoài nha các bạn. Hai con nó không xung đột, lúc đó máy hoạt động bình thường, con chuột mình điều khiển bình thường các bạn. Hy vọng cái video có thể giúp ích được tất cả các bạn. Nếu thấy video thật sự hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh. Và nhớ bấm chuông để khi mình ra cái video kế tiếp á, nó sẽ tự động thông báo đến tất cả các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.